Trưa 27 tháng 8, lực lượng chức năng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan cứu hộ những công nhân trong vụ sập sàn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình. Lúc 11 giờ, nhóm công nhân đang sửa căn nhà trên đường này thì bất ngờ sàn bê tông ở lầu 1 đổ sập, đè trúng nhiều người. Nhóm công nhân đang thi công ở lầu 1 căn nhà rộng khoảng 150m², một số công nhân bị mảng bê tông lớn đè trúng chấn thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tòa nhà đang thi công trước đây là chi nhánh ngân hàng, sau đó đã trả mặt bằng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết đơn vị đã điều xe cấp cứu ra hiện trường hỗ trợ sơ cứu cho các nạn nhân. Số lượng nạn nhân cụ thể chưa được thông tin cụ thể.